Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn làm về cái shop ạc này ha, phần đăng nhập. Rồi, ở đây vì cái đăng nhập là nó sẽ gì? Nó sẽ kế bên thằng đăng ký, cho nên là mình không cần phải đăng ký này nữa ha. Các bạn quay lại cho mình header nè. Mình bỏ cái thằng đăng ký này đi ha. Rồi, thì mình qua phần khách hàng controller nè. Ở đây, các bạn quay lại cho mình customer login ha. Ở đây mình sẽ gửi một cái form, form đăng ký đầu tiên mình sẽ đăng ký trước ha. Form lab nè, đăng ký. Rồi, ok. Thì đây sẽ có một cái form. Rồi, thì cái form này nó sẽ gửi action bằng Echo ha, base URL nó sẽ gửi tới trang là khách hàng, controller khách hàng, sau đó nó sẽ tới cái hàm là insert đăng ký ha các bạn, insert đăng ký đi, rồi, đăng ký ha, rồi với phương thức là post ha, rồi ok, insert đăng ký, bây giờ mình quay khách hàng nè, quay lại khách hàng. Function đăng ký mình bỏ đi ha, không cần function đăng ký nữa. Mình sẽ ghi một cái function khác là đăng insert đăng ký. Rồi ok, bây giờ mình thử cái form đó ha. Các bạn quay lại customer login nào. Sau khi mình có form rồi, nội dung đăng ký thì mình sẽ không bỏ cái nội dung đi ha các bạn. Email, địa chỉ, số điện thoại, họ tên, và kế tiếp nữa là password ha. À, nhầm rồi. PDO. Đây. Customers. Phone, name, email, password ha các bạn. Password. Password sẽ nằm dưới email này. Đây. Ở đây mình sẽ để là mật khẩu ha. Mật khẩu. Rồi. Thì mật khẩu ở đây mình sẽ để kiểu test luôn các bạn. Test password. Mình đổi lại name các bạn, đổi lại name. On chain các bạn xóa đi cho mình ha. On chain là cái sự kiện của cái theme ha, mình không cần, mình bỏ đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ở đây gửi liên hệ thì mình sẽ đổi lại là submit reset, mình không cần nè. Ở đây mình sẽ đổi là đăng ký và đăng ký tài khoản đi ha. Rồi name bằng là đăng ký. Các bạn phải nhớ là input submit phải có name ha. Đó, mấy cái input test đồ này nọ kia là mình phải có name hết. Đăng ký tài khoản. Bây giờ mình click vào đăng ký nè. Điền. Điền ha. Required. Mấy cái trường này là nó yêu cầu điền. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua insert đăng ký. Insert đăng ký. Bây giờ các bạn mở lại cho mình cái sản product ha, sản phẩm nè. Mình sẽ copy cái thằng insert này ha. Insert product, insert product ha. Mình sẽ copy rồi mình sửa lại thôi ha các bạn, mình sửa lại thay vì mình sẽ ghi lại ha, mình sửa lại. Rồi ở đây mình sẽ có là name nè, sau đó là email, phone, address, địa chỉ nè, address, địa chỉ, và tiếp tục đó là password ha, password. Rồi thì nó sẽ là những cái name này, họ tên là, rồi tiếp tục điện thoại ha, điện thoại. Thì đây cái name các bạn có thể là đặt một cái gì, một cái tên khác ha, miễn sao là cái input test nó lấy từ cái gì, từ cái name này ra các bạn. Email, địa chỉ nè, địa chỉ nó sẽ nằm ở dưới ở đây, sau đó là điện thoại nó sẽ nằm ở dưới đây ha. Rồi email, họ tên, điện thoại, address, địa chỉ, password ha, password đây, password. Rồi số lượng mình không cần các bạn, số lượng mình không cần. Thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 5 trường tương ứng với 5 trường ở đây ha. Rồi in may thì mình không cần nữa các bạn, in may mình không cần ha. Table thì mình sẽ đổ là table customer.
Rồi. Cái tên của table ha là table customer đây. Sau đó là mình sẽ gửi những cái này. Cột nè là customer name. Customer email đi. Rồi. Phone address password nè. Phone address. Rồi sau đó là tới pass ha. Rồi, thì cái pass này bây giờ mình sẽ mã hóa của nó là bằng MD5 ha các bạn, MD5. Thì các bạn có thể dùng là hash cũng được, hash cũng được, đây mình dùng MD5. MD5 là thôi cũng đủ rồi ha, không cần phải đó, bảo mật nhiều quá ha, không cần phải bảo mật sâu quá. Đó. Phone. Rồi, address, địa chỉ. Ok, đó, sau đó là mình sẽ xóa hai cái trường kia đi. Đủ 5 trường ha. Rồi thì việc kế tiếp mình sẽ sử dụng là customer model. Đúng không? Customer model mà mình đã có tạo đây. Rồi, thì có this customer model ha, gọi model. Rồi, từ cái gì customer model mình sẽ lấy insert cho bạn. Cái hàm cái phương thức là insert customer. Ok, mình sẽ gửi table qua. Mình sẽ gửi hai cái parameter tham số ha, table và data qua. Rồi, nếu mà plot nào thêm gì thêm đăng ký thành công ha, ký thành công rồi ok, còn không thôi thì đăng ký thất bại, đăng ký thất bại ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cái view các bạn, view c product edit ha, edit cái query đi, mình sẽ copy cái thằng get message này. À, get message này. Rồi, sau đó mình sẽ pass ra ở bên trên cái gì? Customer login. Bên trên cái background in này ha các bạn. Rồi. Đã nó nhận lấy thông báo ha, nó in ra cho mình coi là thất bại hay thành công. Rồi, tiếp tục sau khi xong thì mình sẽ quay về cái trang đăng nhập này ha. Khách hàng đăng nhập. Rồi, với gì? Với thông báo này là cái session này ha. Rồi. Mình xóa nó pao ha, mình cũng không cần nó pao luôn. Rồi. À, thì bây giờ mình sẽ viết cái hàm insert ở bên đây, customer login ha. À, bên model customer. Thì insert đây, có insert mà. Chỉ việc đổi cái này lại thôi ha. Đó. Rồi. Cho lại cái biến. Rồi, sau khi xong rồi thì bây giờ mình sẽ insert thử ha. Họ tên, điện thoại, địa chỉ. Xịt. Rồi, ok, email. Mật khẩu 123456 ha. Rồi, đăng ký tài khoản. Ok, đăng ký thành công ha các bạn. Đây, đăng ký thành công. Đây, mật khẩu nó đã gì? MD5 luôn ha. Đợi. Bây giờ mình sẽ ok, đăng ký thành công. Bây giờ mình sẽ đổi lại là Hiếu đi. Mình đăng nhập cho nó dễ ha. Phone. Phone đã ra luôn ha. Email password của 2456 và địa chỉ là Hà Nội. Hà Nội rồi ok, địa chỉ Hà Nội đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đăng nhập ha các bạn, đăng nhập. Đăng nhập các bạn quay lại cho mình cái đây, cái này ha. Thì cái form left này, bây giờ mình sẽ copy cái form này qua bên cái thằng right này ha. Cho một cái form khác. Thì cái form này nó sẽ gửi một cái root khác các bạn, sẽ gửi một cái root khác. Cái root này là khách hàng đăng nhập, khách hàng đăng nhập thì mình đã gì, mình đã sử dụng phương thức này rồi, thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái phương thức khác nữa. Đây là mình ghi là lịch sử đơn hàng đi ha, sử đơn hàng, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn xem lịch sử đơn hàng. Rồi thì ở đây sẽ là gì, khách hàng login customer ha. Đấy. Đó, login customer. Đấy. Thì cái login customer này bây giờ form ở đây mình sẽ cho một cái là auto complete of. Rồi, mình thêm cái gì? Cái thuộc tính này trong cái form này, thì khi mình refresh lại
thì những cái auto complete này nó sẽ off các bạn. Auto complete này nó sẽ off, nó không có tự động điền. Ở đây nó vẫn tự động điền. Hình như auto complete off from contact. Các bạn cho vào đây ha, auto complete đi. Đây. Logging customer, bây giờ mình sẽ ghi cái hàm này. Thì cái hàm login này nó giống như cái login gì các bạn? Nó giống như cái login nó giống như cái login của thằng đăng nhập. À quên, login. Giống như cái login của thằng đăng nhập ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái thằng customer quay lại thằng controller. Controller là login. Login controller. Authentication login này, giống như cái này nè các bạn. Ha, giống cái hàm là authentication login của cái thằng gì đăng nhập này. Rồi, bây giờ mình sẽ copy nguyên trang luôn ha, nguyên trang. Rồi. Mình đánh thì nó dài quá, hai clip này nó sẽ dài lắm. Đó cho nên là bây giờ mình sẽ việc và sửa lại thôi. Ha. Cho các bạn dễ xem, mình đã ghi rồi thì chẳng ngại gì mình copy lại ha, chứ không có gì cả. Customers rồi. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái biến này, username password ha. Thì hai cái biến này bây giờ mình sẽ đổi lại như sau. Đăng nhập khách hàng thì cái name này bây giờ mình đổi thành là username. Username để nó lấy được ha, để nó lấy được cái username dựa trên gì? Dựa trên cái test này. Và dưới đây mình để là password. Thế này cái tên thôi, mặc định các bạn có thể là thay đổi tên và thay đổi cái post ở đây ha. Đó. Rồi, ok tên là chuẩn nè, password chuẩn. Rồi sau đó mình sẽ vào là customer model. Ha, mình sử dụng customer model. Log hàm login luôn ha, và truyền vào là customer model nè. Sau đó mình sẽ truyền vào hai cái này user và password. Rồi ok. Nếu các bạn không là user mà khẩu bị sai sẽ ghi chép lại ha. Username. Username để là tên tài khoản đi ha. Tên tài khoản. Hoặc mật khẩu bị sai vui lòng quay trở lại, nó sẽ quay trở lại cái trang này các bạn. Quay trở lại cái trang khách hàng đăng nhập ha. Đó. Rồi. Header location quay trở lại khách hàng đăng nhập với gì? Với đây, Messenger đây ha. Copy nguyên cái này đi. Đây rồi bắt ra nhập ok, còn không thôi thì cũng quay trở lại khách hàng đăng nhập luôn. Rồi tạm thời quay trở lại trang khách hàng đăng nhập đi ha. Khi đăng nhập thành công thì mình quay về, thường là quay về trang giỏ hàng hoặc quay về trang index ha. Login ở đây mình sẽ để là customer, mình sẽ đặt là username là result username nè, và user ID mình sẽ đặt tiếp một cái gì các bạn, à không, mình chỉ lấy name mà lấy ID thôi ha, rồi mình không cần phải lấy cái gì khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái hàm login này cho nó. Mình quay lại cái customer model nè. Bây giờ mình sẽ xóa những tạm thời, à không, mình để đi ha, public function đó. Rồi bây giờ mình mở lại cái login model để mình xem cái hàm login nó ghi như thế nào. Đây, hàm login nó ghi như thế này. Get login. À mình còn get login nè, mình sẽ lấy gì? Lấy cái dữ liệu của cái người đó ha để mình đổ vào những cái trường này. Đó, để mình đổ vào những cái trường này. Rồi. Ok, bây giờ mình tạm thời mình copy hai cái này qua đây. Copy hai cái này từ login model qua ha. Qua đây. Bắt xuống dưới này đi. Rồi. Mình sẽ thay đổi cái này lại. Rồi, ok, sau khi thay đổi thì mình xóa đi. Bây giờ login, phương thức login customer đúng không? Where điều kiện là username, password. Rồi, ok. Cái này là gì? Cái trong cái database. Trong cái library nè. Database mình đã ghi rồi ha, effect role. Mình đã ghi cái phương thức này rồi ha. Đó. Đây, SQL nè, nó gửi nguyên cái cụm SQL này qua. À, rồi nó gửi biến username và password qua để nó so sánh với gì? Cơ sở dữ liệu rồi nó sẽ trả về gì?
ground call count, có nghĩa là nó sẽ trả về nếu đúng thì nó quay về là bằng một ha. Nó ví dụ như một người đăng nhập á, thì nó ở đây là một, còn ví dụ hai ba người á thì nó sẽ trả về cái nó đếm cái gì cái hàng đó ha. Rồi ok, get login thì bây giờ các bạn chỉ việc là thay đổi những cái gì, những cái tham parameter này thôi ha. Rồi còn nhiều là mình đã ghi rồi ha, cái phương thức này select user mình cũng đã ghi rồi luôn đây ha. Đó, nó sẽ trả về refit ô, có nghĩa là nó sẽ trả về cái gì, tất cả những dữ liệu của cái người đó đăng nhập ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sau khi xong rồi lấy login customer model ha, mình sửa lại model rồi cũng hàm cái login nhưng mà với cái gì table là customer. Đây, mở session, sau đó là đặt cái session là có đăng nhập ha bằng true, là customer true. Ở đây là đặt username bằng cái gì, cái tên, cái cương cột cho các bạn customer name nha, nó sẽ lấy là cái customer name nó đặt cho gì username này. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái set customer name luôn ha cho nó giống mà. Rồi sau đó là customer ID bằng cái customer ID bên đây. Rồi ok, sau khi xong quay trở lại cho đăng nhập ha. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập thử nè, customer email ha. Rồi mật khẩu của mình là 123456, đăng nhập tài khoản hack, mật khẩu bị sai, xin vui nhầm. À, ở đây là cái login này MD5 123456789 kìa. Bây giờ mình sẽ thêm lại cái cấu trúc ha, password thay đổi, sửa password này. Bây giờ mình sẽ thay đổi MD5 ha, 123456789 ha, 123456789. Rồi ok, mình thay đổi là mật khẩu bằng tay đây ha. Rồi sai thì mình sẽ làm lại chứ không có gì cả ha, trường Tân Hiếu 2018. Rồi ok, 123456789 vẫn bị sai ha, xin kiểm tra lại. Table user username password. Username password. Customer model. Để check từng cái ha. Giờ mình sẽ check từng cái. Echo ra coi. Mình sẽ đã lấy được dữ liệu chưa ha. Nhập. Đây, mình đã lấy được rồi. 0 b tương tự ha. Rồi. Thì tại sao nó lại không đúng? Login, phương thức login. Username, password. Giờ mình sửa echo ra cái count coi. Nó phải là bằng 1 ha, nếu mà login đúng thì nó sẽ bằng 1, bằng 0. Nó bằng 0 có nghĩa là nó đã lấy ra sai ha, bằng 0 có nghĩa là nó đã lấy ra sai customer email. Xin lỗi bạn ha, xin lỗi bạn. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ ra lại ha. Rồi như sau, bây giờ các bạn là đổi thành là login customer. Login cũng được ha, khỏi customer cũng được. Rồi bây giờ nó gửi qua bên cạnh bên đây là affected row. Bây giờ mình sẽ mở lại database này các bạn. Affected row username try where, điều kiện ở đây là customer email ha bằng username và customer password. Rồi, customer email bằng customer password bằng bằng gì? Bằng rỗng. Ở đây, dưới đây các bạn cũng vậy luôn ha. Này nó so sánh gì cái cột mình ở đây mình copy qua từ trang admin cho nên mình chưa đổi cái cột ha. Email thì phải so sánh cột này và password phải so sánh cột này, còn admin thì nó sẽ so sánh là username và password ha, hai cột này. Ok, các bạn chỉnh lại cho đúng cái cột mình cần lấy để xem so sánh dữ liệu ha. Rồi, bây giờ là thành công rồi các bạn. Giờ chắc chắn thành công luôn nè, ăn nhập nè. Không xác định được forage trên dòng customer login 14. 14.
Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập lại ha. Rồi, khách hàng. Ok, đăng nhập. Giống 14. À, đúng rồi. Message. Đây, quên mất. Các bạn phải cho cái message này xuống ha. For it có nghĩa là gì? Nó sẽ for it cái message ha. Mà cái message khi đăng nhập thành công mình chưa có. Bây giờ là mình sẽ để là đăng nhập thành công. Đăng nhập khách hàng thành công ha. Đăng nhập tài khoản đi. Đó. Tài khoản thành công. Rồi, ok. Rồi, ok, bây giờ mình đăng nhập lại ha. Đó, đăng nhập tài khoản thành công. Thì sau khi thành công rồi, ở đăng nhập này nó sẽ xuất hiện chữ đăng xuất. Nó đăng xuất, bây giờ mình quay lại cái header nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xem đăng nhập đúng không? Mình sẽ mở PHP đó các bạn. Mình sẽ xem là nếu gì các bạn? Nếu tồn tại session get session get gì các bạn? Get đăng nhập. Get đăng nhập có nghĩa là nếu mà có session get khách hàng, get customer nè các bạn. Get customer. Thì mình sẽ như sau. Còn không thì mình sẽ như sau ha. Rồi, còn không thì L. L mình sẽ như sau. Rồi, ok. Rồi, còn không thôi thì mình sẽ gọi trang nếu mà có, nếu mà set, nếu mà tồn tại ha, thì mình sẽ đăng xuất, còn không thôi thì sẽ đăng nhập ha. Nhập. Đó. Còn không thôi thì ở đây mình sẽ xuất hiện là đăng xuất ha. Rồi. Xuất. Rồi, ok. Thì ở đây mình sẽ viết thêm cái hàm là đăng xuất thôi các bạn, khách hàng đăng xuất. Rồi, refresh. Set in null. Ở đây các bạn bỏ set này cho mình, bạn thêm vậy đi. Rồi. Ha. Rồi, giờ mình refresh. Đó. Thì ở đây đăng nhập rồi thì nó sẽ có xuất hiện chữ đăng xuất nè. Mà đăng xuất này tự nhiên nó loát LI à đây. Phải đóng cái LI lại ha, quên mất. Đây, mình đóng LI lại cho mình. Đây refresh. Đăng xuất ha. Thì khi lướt vào đăng xuất khách hàng đăng xuất nè. Bây giờ mình sẽ viết cho nó cái hàm đăng xuất các bạn, public function. Đăng xuất thì việc đầu tiên mình sẽ mở session in ra ha, in ra. Nếu gì? Nếu mà cũng là nếu gì? Nếu tồn tại gì, nếu section get nếu mà không gì, không tồn tại section get customer customer thì mình sẽ quay trở về index ha, location copy đây, mình sẽ quay trở về trang index location. Khách hàng đăng nhập đi ha, mình sẽ quay về khách hàng đăng nhập đi. Rồi, copy lên đây. Thì cái message này mình không cần hả các bạn, không cần. Rồi, ok. Còn không, còn eo. Nếu mà tồn tại ha, nếu mà tồn tại người dùng khách hàng có đăng nhập á, thì mình sẽ mở session ra. Sau đó là mình sẽ cho section. Ở đây mình quay lại thằng session ha, trong library. Ở đây inset nè các bạn, inset nè. Mình sẽ sử dụng inset ha để bỏ cái session customer đó đi ha. Xóa cái gì? Cái session customer đó đi. Bằng cái hàm gì inset này ha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ refresh, mình đăng xuất nè. Đăng xuất, quay trở lại đăng nhập.
À đây session nó chưa có, nó chưa bây giờ customer login ha. Cái customer login này bây giờ mình sẽ in ra cái name ha, in ra cái name đăng xuất này. Chưa đăng xuất được nè các bạn, chưa đăng xuất được ha. Làm xem lại ha. À, ở đây các bạn session unset các bạn đổ lại cho mình là thành là unset section key ha. Session key đi ha. Nhét cái key vào đây. Rồi. Bây giờ mình thử lại ha. Đăng xuất. Bây giờ mình bây giờ các bạn bỏ thử cho mình cái này ha. Rồi. Giờ đăng xuất là mình gì? Session in rồi destroy luôn ha. Giờ mình thử lại thử đăng xuất. À đây. Quên là đăng xuất destroy. Sau khi destroy xong thì mình sẽ quay lại header trang đăng nhập với message là đăng xuất thành công ha, đăng xuất tài khoản thành công. Rồi, ví dụ vậy. Bây giờ mình sẽ refresh đăng xuất tài à, mình biết nó bị gì rồi các bạn. Nó chưa có lưu cái session customer này ha. À, là tại vì cái trang đăng nhập này mình mới đăng nhập, nhưng mà ở trang đăng nhập này nè các bạn. Đó, mình chưa có session in nó ha, session in. Đó ở đây. Rồi, session in như thế này. Đó. Thì nó mới lưu được đăng nhập ở gì? Ở cái section đăng nhập này ha. Load đi. Rồi, refresh bây giờ mình đăng nhập nè. Rồi, đó, để đăng xuất nè. Ha, đăng nhập. Rồi, đăng nhập lại nè. Đăng xuất ha. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ cho mình là bên cái header này. Bây giờ mình sẽ nếu set get customer bằng true đi, nè bằng true là đăng xuất, còn không thôi là sẽ là đăng nhập. Rồi, mình sẽ